Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog Cuộc Sống Mỹ. Dạo gần đây không hiểu vì lý do gì mà ở phía sân trước nhà Big có một cái cây nó mới bị chết á. Thế nên là hai vợ chồng Big quyết định là sẽ đi mua qua một cái cây để về trồng thay thế. Bữa ngày hôm nay là sẽ cho bé Chloe đi cùng với cả ba mẹ con Big đi mua cây với cả mua hoa. Chloe, sit down. She's all excited. Girl, here, follow me. Hey, let's go. Hey. Sit. Sit. See, she gets really excited. Follow me. Yep. Maybe it might be hot. Yeah, it's a little bit. It's not too bad though. Only 80 degrees today. Mấy cây cầm tú cầu này đẹp không? Cái này là cần nước, nó bị héo. Cái này bị héo thì ta phải tưới nước thì nó sẽ đỡ. Mấy cây cầm tú cầu này thì nó ưa nước. Mấy loại này nhà bên cũng có. Đây mọi người, cái lúc mà nó có màu xanh như thế này á thì mới thực sự là tôi thấy cảm thấy rất là chất lượng. It's up with you, that's a very nice flower too. We've grown these in the pot before, but never in the ground. Okay, here this one. Cây Japanese maple của Jason rất là thích. Cây này hai vợ chồng ấy cũng có một cây nhưng mà sau bị chết cái mùa đông năm nay, à, mùa đông vừa rồi nó bị chết mất. This is a beauty right here, babe. No. Đấy, lần trước hai vợ chồng ấy có mua một cây cũng thuộc cái dòng này á. Nhìn trông thấy cái con kênh đinh lăng ghê luôn. Ok, chiều ngày hôm nay là hai vợ chồng mới muốn mua một cái cây kiểu như là cây lớn để trồng ở phía sân trước á, để thay thế cái cây đã bị chết rồi. Look at this thing. What is that? It's a golden arborvita. And it is some kind of evergreen, right? Yeah, it's the same as the shrubs, like golden arborvita. The shrubs up there, so it'll match. No, babe, we're not going to buy this. I want to have something like have flower and stuff. Or maybe a fruit tree. Yeah, I'm joking, babe. Cái chỗ mà hai vợ chồng mình sẽ trồng thì nó không phù hợp để trồng những cái cây quá to như là những cái cây ăn trái. That's an option, thế nên là chỉ có thể trồng những cái cây thấp thấp một tiệm thôi. Yeah, I heard you, babe. Every time I try to talk to you, you're either talking to your mom or your... Babe, it's really tough for me, babe. I have to, like, you know, speak in two different languages. Where are you going, Chloe? She keeps thinking she's leading the way. Chloe, she knows where to go. Chưa biết. Bây giờ bọn con đi loanh quanh xem có cây nào phù hợp không thì mình mua thôi. Oh, did you want to ask someone about the hedge? Yeah, I think so. I have then to go find somebody. You can use any of these to make a hedge. Really? Well, maybe not any of them, but like này, this gets pretty big. Cái này có nhiều. Wow, cái cây này người ta tạo dáng đẹp mọi người ơi.
kể ra trồng một cây này nhìn trông cũng vui mất. Mà đặc biệt là mùa đông thì nó vẫn còn xanh á. Đây là một dòng evergreen, thế nên là mùa đông trong cái vườn nhà mình nó không bị sơ sát quá. Thì xem giá xem nào. Một cây như này giá bao nhiêu? Wow, cũng phải đến 400 đô đấy. Mắc ghê hả? Cái cây này cũng dòng evergreen, xong rồi nó có hai côn mọi người. Nhìn chung hay ghê. Weeping hemlock. Coi ra coi. Công nhận dòng evergreen cũng có nhiều loại hay ghê. What is this? A weeping hemlock. Weeping hemlock. Maybe so we get this. I really like the pie cone, babe. Look at this. It looks like so unreal. Oh, it's dual in shade. Not full sun. Okay. Or can tolerate it. Tolerates dense shade. So it's mean like it's good in full sun then. Ở đây còn một loại evergreen nữa, tự nó có trái mọi người. Where you planted the hydrangea and that one, you know, the one bed. Uh-huh. The one that had the nice orange flowers in the summer, and then you took them all out. I didn't do it. You know what bed I'm talking about? No. Right in front of the beach. I have a lot of hydrangea there. Yeah, no. You want me I said, to move I mean, it? I wonder if that would be a good. Oh, good spot for it. Hey, you can take one of my hydrangea and put it there. I don't care. Cái cây evergreen này cũng có trái này mọi người. Nhìn trông như trái berries ha. Nhưng mà cái này thì không ăn được. Đố mọi người tìm được bé cún Chloe nhà Big. Bé, where is Chloe? Chloe đi lạc. Trời ơi, nắng quá. Thế là nó trốn vào đây mọi người. Đây mẹ này, mẹ nhìn nó trốn ở trong này này. Is it too hot for you? Ngày hôm nay có mỗi 80 độ F thôi mọi người ơi. Chứ không phải là nắng quá. Đây nhưng mà chắc là tại trời nắng á. Hey Chloe. Hello baby. Trời ơi, trốn kỹ quá. Lâu nắng quá. Nắng quá. Yêu thế nhỉ, yêu thế. Rồi, nóng lên đấy, nóng lên. Mẹ với cả Chloe ở đây, mẹ với cả con đi không tìm cây. Chloe. Too hot for you. Đấy, nắng lại giữa nắng này. Chloe. Chloe. Hồi đầu mùa xuân thì hai vợ chồng Bích có đi mua đất với cả mua đất phủ á, cái mulch thì vẫn còn, thế nên là ngày hôm nay thì hai vợ chồng Bích sẽ dọn nốt cái sân trước, sau đó thì dùng nốt cái phần đất còn thừa cũng như là cái phần đất phủ. Coi như là đã xử lý xong cái garden bed này rồi. Cả phía bên kia nữa. Phía bên kia thì vẫn đang chụp lại nhé. Thế nên là khó có thể coi được. Nhưng như mọi người có thể thấy là coi như là bây giờ đã rất là sạch sẽ rồi. Được phủ mulch lên rồi á. Cái ngày hôm qua là Bích có mua một cái cây nho. Thấy người ta bán cả cái nho nữa thì Bích có mua. Thì cây này nó đã lên trái rồi này. Nhưng mà Bích giống của mà cái giống mà Bích mua thì là nho màu nâu mọi người ạ, không có hạt. Hiện tại là nó chưa chín, thế nên là nó có màu xanh như thế này đây. Thì hôm qua là Jason cũng đang chuẩn bị đóng cho nó một cái dàn để nó leo lên á. Nhưng mà vẫn chưa xong, tại tối muộn quá. Còn bên này, năm nay Blackberry nhà Bích lên tốt lắm luôn á mọi người.
để đi sẽ cho mọi người coi nha. Đây là cây blackberry của nhà Big đây. Nó lên quá trời luôn ạ. Chiếu chỉ trái. Đây nữa này. Đây là Big chỉ có thể quay được ở phía ngoài thôi. Phía bên trong kia nó không có rất là nhiều nữa. Bây giờ thì nó chưa chín mọi người ạ. Nó vẫn còn nó chuyển từ màu xanh này sang đỏ này. Sau đó thì nó sẽ chuyển đây. Có một số trái sẽ sắp chín rồi đây này. Đó, nó chuyển sang màu đen như thế này. Đã không mọi người ơi? Rất là nhiều luôn ạ. Các bên này này cũng thế này. Chữ chịt trái luôn. Đây có trái này có khi là có thể hái được ăn được rồi này. Đây nữa này. Chữ chịt. Rất là nhiều. Và ngoài ra thì cũng có một số những cái trái còn non như thế này nữa. Và phía bên trong thì cũng nhiều lắm mọi người. Thì vẫn phải quay vào như thế này để cho những cái con hươu á, con nai á, nó không qua đây nó ăn. Còn phía bên này thì Jason cũng đã làm xong bớt rồi. Cái phần này là Jason đã dọn cỏ, sau đó thì phủ thêm đất và mulch, cũng như là cho thêm ít hoa xuống. Chỉ có mỗi cái góc này là vẫn chưa làm xong, bởi vì còn phải đi mua một cái cây xong rồi để xuống dưới này nữa. Bích sẽ làm một cái món hết sức là đặc biệt của Hà Nội, đó là món bún thang. Trước hết là Bích sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu để làm nước dùng cho cái món bún thang này. Thì nguyên liệu thì Bích sẽ để ở trên màn hình cho mọi người có thể tiện theo dõi. Có một số cô chú anh chị có theo dõi kênh thì thi thoảng là mọi người cũng động viên Bích, cũng khen Bích là hay chăm chỉ nấu nướng, hay nấu những cái món cầu kỳ như là những cái món bún thang ngày hôm nay. Thì trước hết là Bích xin cảm ơn cô chú anh chị đã gửi lời động viên tới Bích. Và cái thứ hai là thực sự là có nhiều lúc cũng nói ra thì cũng thật là xấu hổ, bởi vì không phải là lúc nào Bích cũng nấu ăn như thế này đâu mọi người ạ. Chỉ có ngày cuối tuần thì lúc đó thì Bích mới có thời gian nhiều để nấu những cái món như thế này. Và ngoài ra là cũng để quay để có thể đăng lên YouTube để cho mọi người có cái mà xem. Chứ thực tế là những ngày hàng ngày, cái sinh hoạt hàng ngày của gia đình Bích thì nó đơn giản hơn rất là nhiều, đặc biệt là về bữa ăn. Bởi vì ba mẹ con Bích là ai cũng sợ béo, thế nên là thường buổi tối sẽ ăn uống đơn giản những cái gì nhiều rau như là salad này hoặc là súp á. Chứ còn cái món như thế này thì chủ yếu là đến cuối tuần thì ba mẹ con Bích mới nấu. Sau khi cho tôm khô với cả mực vào để nấu cùng nồi nước dùng á, thì Bích sẽ đun nhỏ lửa trong độ khoảng 2-3 tiếng. Ngày hôm nay thì Bích sẽ nấu hơi nhiều món một chút xíu. Còn một món nữa, bây giờ thì Bích sẽ đi nấu một món Mỹ. Đó là món pasta, bởi vì ngày hôm nay là ngày chủ nhật, thế nên là sẽ có một số cô chú với cả bà nội đến để học Bible study á. Thì pasta ngày hôm nay làm Bích dạng làm theo dạng kem, nước sốt kem này, ăn kèm với cả ham. Đây là ham mà Bích đã mua hôm qua. Còn mì thì mì pasta thì Bích sẽ sử dụng cái loại xoắn ốc như thế này. Đây là ham, ham này thì mới nữa Bích sẽ mở ra, người ta đã cắt thái lát sẵn cho mình rồi. Còn đây là một loại cheese mà mỗi lần làm pasta là Bích hay sử dụng loại này. Cái này thì hôm nay thì là có vị hành với cả một cái số loại rau khác, kiểu không phải rau thì một cái số loại herbs khác đó. Còn đây là đậu Hà Lan này, nấm tẹo là Bích sẽ sắt mỏng ra này. Còn đây là cheese, cheese này thì để lên trên mặt của pasta. Ok, bây giờ Bích sẽ bắt đầu đi làm.
lần nào tới chơi là kiểu gì hai vợ chồng nhà chú cũng cho rất là nhiều rau củ. Đây chính là cà chua với cả ớt mà hai vợ chồng chú đã trồng được á. Phải công nhận là cà chua nhà chồng có khác. Nó rất là to mọi người ạ, trời ơi. Mặc dù là nó không được đẹp nha, giống như là cà chua mà mua ngoài tiệm, nhưng mà ăn thì cực kỳ chất lượng mọi người ạ. Còn đây là một tô salad gồm có rất là nhiều những cái rau củ cũng là của nhà cô hai vợ chồng chú trồng á. Ăn rất là thích luôn. I can do it for you. I can do it for you. So, what is Bible study? Can anybody explain it? What is? Yeah, what is Bible study? Some of my audience are like explanatory. It's study of the scriptures to find truth and dig deeper into it. Yeah, that's good. Uncle Brian. It's a discovery of truth, yeah. Bible study is an important element of being a Christian and loving God, because the Bible is God's love letter to us. And the more we read it, the more we know Him, the more we love Him, the more we appreciate Him, the more we're obedient to Him and do His will on earth, which is to lift up His name that all men might be saved. That's wonderful. Thank you. And do you like our Bible study? I think our Bible study is awesome. But I'm a little bit biased because I'm with you guys, your family, and I'm with one of my best friends, Robert, my awesome wife. So, I'm a little biased, but I think we have this tremendous, wonderful small group of people that I really love. Thank you so much. So, thank you for everybody for coming, and okay, the interview end here. Sau khi ninh xong nồi nước dùng thì Bích sẽ bắt đầu cho nấm hương vào. Nấm hương này thì Bích đã ngâm nước trước rồi để cho nó nở ra trước á. Và ngoài ra đã rửa rất là sạch. Sau đó thì nêm nếm gia vị. Lý do mà cái món ăn này được gọi là món bún thang là bởi vì nó cũng giống như một cái thang thuốc á mọi người. Một thang thuốc thì cần phải đòi hỏi là có nhiều vị và nhiều thành phần. Thì cái món bún thang này cũng như vậy. Bây giờ thì Bích sẽ chuẩn bị những cái thành phần tiếp theo để làm nên món bún thang, bao gồm có trứng chiên này, có giò heo, thịt gà và ngoài ra còn có tôm nữa. Còn một thành phần nữa không thể thiếu được khi mà làm cái món bún thang này, đó chính là rau răm. Rất may là nhà Bích là năm nay trồng được rất là nhiều rau răm. Đây là cái phần rau răm ở phía trên gác, còn ở phần ngoài vườn là cũng có một chậu nữa, rất là xanh tốt mọi người ạ. Mời mọi người ăn tối cùng với cả gia đình Bích nha. Đây là món bún thang. Được không? Có
con gà này ngon phải không? Thịt gà chắc. This is the chicken I bought from the Asian market, so it's a little bit different from the normal chicken. Gà đi bộ. Cái gà ngày hôm nay là đi bộ ở châu Á. Cái này nó được tập thể dục nhiều hơn so với gà Mỹ. Đúng rồi. Thế nên là cái nước nó thơm á. Cái nước thơm đúng không? Nhà Mỹ chỉ được cái nhiều thịt thôi, nhưng mà thịt bổ. It's good for real babe. Ngày hôm nay là đồ ăn món truyền thống của Hà Nội. Video của ngày hôm nay thì cũng đã dài, thế nên là Big xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi luôn luôn quan tâm và theo dõi những video của gia đình Big. Big xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Và xin chúc mọi người có một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và ngoài ra thì sẽ có một tuần mới tràn đầy niềm vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you next time. Bye.